Hero Fan Meeting sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại nhà hát Hòa Bình, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào muốn tham gia cùng Mèo Pèo và các thành viên của Super Hero thì hãy bấm vào đường link mua vé ở phần mô tả của video các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình Mèo Pèo. Các bạn thấy có một cái điều gì đấy nó lạ lạ không? Rõ ràng là mình đang chơi một mình nha, mình không hề mở phòng liên thông. Mà tại sao chú mỉm cười đã vào phòng là sao? Trong khi ở trên bản đồ, các bạn thấy không? Ở trên bản đồ không có một chấm xanh nào khác. Tức là mình chỉ có một mình trong phòng thôi. Mà tại sao lại có chú mỉm cười vào phòng bạn ạ? What the hell, đáng sợ thực sự bạn ạ. Ok, thì ngày hôm nay tôi cùng trải nghiệm thử một cái map giải mã có tên là Trốn thoát khỏi chú mỉm cười. Bạn ơi nhìn nè, ơi, cái chú mỉm cười nó ở ngoài bên đây, trời ơi. Hóa ra là mặt trôn ông chủ map gọi là chú mỉm cười bạn ạ. Đó, hiện tại mình vẫn đang xài skin Giáng sinh nhá. Đợi sang Tết Dương thì mình đổi skin khác bạn ạ. Ok, rồi. Thế thì con lũ kia, ơi, chú mỉm cười biết chát rồi kìa. Ơi à, what the... Tại sao nụ cười nhưng mà mặt tức giận là sao? Alo, mỉm cười lại tức giận là hơi lạ lạ bạn ạ. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ cùng thử thách đó là thoát khỏi cái chú mỉm cười này để coi được xem cái chú mỉm cười này nó có đáng sợ hay không bạn ơi. À, nhìn ghê quá nhờ. Ok, thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với cho bạn bè và đừng quên những cái chuyện đăng ký ủng hộ Mèo Pèo bận nhá. Để ta xin đi bạn ạ. À, không có xài xin đi nha. Đó, trời, cái này là không có xài xin đi bạn ạ. Giải ma bắt cua là mình không bao giờ mình xài xin đi bạn ơi. Ok, quên mất. Mặc cái skin này tí, mặc trong skin mình béo thường mà nè. Ok, hey, rồi. Chuyển lại bạn ơi, chuyển thôi. Bây giờ thì bây giờ. Ôi ôi, cái chú kia đi bị đánh là bị làm chậm nè. Cái chú kia đánh mình là mình bị làm chậm thôi. Ê bà, chú tha chào mư. Ây à, sao có hai, ôi, sao nhiều chú vậy? Ôi ôi, mình làm chú mỉm cười bởi vậy. Cái này sao chơi bạn ơi. Ok, ôi, cho cái này, ấy, tức là cái bảng cảm ác sinh vật, tức là kể cả mình có đóng cửa thì cái chú mỉm cười kia, chú ấy vẫn đi vào trong, vẫn vào đánh mình được bạn ơi, cay trên ở. Nhưng mà không biết là map này phải tìm bao nhiêu cần gặp ơi. Đây có cái giường này. Ok, mình tìm được hai cái bạn ơi, hai cái rồi này. Không biết là phải tìm bao nhiêu cần gạt. Ok, ba cái rồi này. Chủ map cũng không nói bạn này, chỉ bảo là cố gắng phá đảo cái map này, nhưng mà phải tìm bao nhiêu thì không nói. Thế bơi ảo chứ. Ok. Bờ ngồi xuống không có được này. Rồi, về cơ bản là mình thấy cũng không biết ở cái chỗ nào các bạn ạ. Ở đây có mấy cái bồn cây, trồng cây. Bên ngoài có ai không? Không có ai bạn ạ. Ok. Ui, của. Ủa? Bên ngoài một căn phòng, ui, bên này có một căn phòng nữa này. Ê, chà chà. Đây một cái dưa, bên kia, bốn cái này, bắt cua. Ok, bắt cua, bắt cua. Ồ, 50 cân gà rồi này. Nhưng mà không biết là phải tìm mấy cái bạn à. Hiện tại bên này có 5 cái gà nhá, đó, có 5 cái rồi này. Ôi, rồi xong rồi, chú mỉm cười chú đang đuổi bạn ơi. Nhảy. Ôi dồi ôi, nhảy lên trên rồi đánh vẫn chúng là sao? Ghê phải bạn ơi. Bây giờ nhảy lên rồi đánh vẫn chúng bạn ạ. Căng thẳng thế nhở. Chết tớ sao lên rồi. Lên lại cái. Ây à. Bây à. Ây à. Ok bạn ơi. À, phải nhảy bên ngoài nó không bị dính vào cái cửa này, bị vướng cái cửa này. Ủa mà cái này nhảy kiểu gì ta? À, ok, không có gì bạn ạ, nhảy. Ok, cũng không có gì luôn. Nhảy. À, 80 cân gà bạn ơi. 80 cái luôn nè. 9 cái bố cái hành lang dài này, chắc mình nghĩ phải tìm tầm mười mấy cái mất. Ủa khoa bạn ơi. Ô, không được. Tưởng đập được. Ok, 10 cái bạn ơi, 10 cái rồi, bây giờ phải làm gì rồi? Hiện tại bố ơi, có 3 chú mỉm cười đang đuổi mình ạ. Ây bè à. Ôi dồi ôi, mình đánh một cái chết luôn thì sao mà chơi bạn ơi. Ôi dồi 11 cái bạn ơi. Tiếp thật.
các chú mỉm cười toàn đánh cái chết luôn lên này, sao mà đỡ được. Ok 12 bạn ơi, thôi chú bạn ơi, tha ôi 1000 máu thì sao giết bạn ơi. Rồi xong à, từ từ nha. Ok lấy cái gà này, rồi hiện tại mình có 13 cái gà bạn ạ. 13 gà chấm người từ nhảy đi có gì ra hiểu không ta. Ây da, từ từ khoan đã. Chết rồi, bây giờ khó quá nhỉ. Bây giờ lắm chú mỉm cười quá, sao mà chạy được bạn ơi. Không có bờ thế mình tìm rồi đúng không. Ây da, tham. Ui trời ơi, bây giờ mấy chú lại chặn cái đường cầu thang bạn ạ, sao mà đi được giờ. Ai chả mình nghĩ cách bạn ơi, tôi nghĩ cách, nghĩ cách. Bây giờ mình sẽ dụ hết mấy cái chú lên trên bạn ạ, mình dụ hết lên trên nhá. Đây, dụ hết mấy cái chú mỉm cười lên trên này, đó, các chú lên trên này các chú ơi. Các chú lên trên này các chú ơi. Các chú trong các chú ơi, các chú vào trong đây các chú ơi. Đây, các chú vào trong các chú ơi. Ủa các chú không vào à? Ủa các chú vào đây, các chú vào đây. Có hai chú, một chú ở đâu? Ủa một chú ở đâu, có hai chú vào đi. Rồi ôi, một chú chặn cầu thang rồi. Chú lên nốt đi chú ơi. Rồi bể ơi. Này bể chú ơi, bể chú theo cháu chú ơi. Này, quay lại bộ này, quay lại. Ok. Hả, rồi cái bạn đây. Rồi ổn, xuống. Chắc chú không thấy đâu. Chắc là chú ấy không thấy bạn ạ. Chắc là không thấy đâu. Ok bạn ơi, bây giờ tranh thủ đi đi tìm bạn ơi, tìm nhanh. Ok có dương này. Chết mà bị rớt rồi. Mày quá, mày chú kia không thấy bạn ạ. Tôi bị phải kiểm tra này xong đã. Ồ gầm cầu thang bạn ơi. Mấy cái bầy tôi kiểm tra mấy cái bầy bạn ơi, mấy cái bầy nữa. Có thêm ông ta, Ok 16 cái gà bạn ơi. Mình tìm được tận 16 con gà rồi này. Không biết là còn cái gì nữa không bạn ạ. Mình cứ kiểm tra hết cho chắc bạn ơi. Thừa còn hơn thiếu bạn ạ. Xem là quanh đây mình có gì không nào. Ok không có bạn ơi. Mấy cái thảm bên này có mấy cái thảm nữa chứ. Không biết mấy cái thảm có gì không đây. Ok, âm hồ 17 cái bạn ơi. Cứ phải kiểm tra hết nha, không bỏ sót cái thảm nào bạn ạ. Hiện tại mấy chú kia đang ở trên rồi. Ôi, bên này có mấy chú bạn ơi. Bên này có mấy chú bạn ơi. Rồi, sao bạn ơi. Ây da, tha chậm không. Rồi, sao bạn rồi. Chờ bạn ơi. Cảm vậy sao. Ồ cái bạn ơi. Ồ quên mất cái này bị vỡ bạn ạ. Ôi thì chuyển ảo bấy bạn ơi. Ảo vậy. Vào hết đây nào. Ui cái cửa này chúng nó không vào bạn ạ. Ui rồi bố ơi, cái cửa chúng nó không vào bố. Cái cửa này mấy chú nó không vào bạn ơi. Ảo vậy bên ta. Bây giờ sao giờ. Ây chèm à, khó quá bạn ơi. Mấy cái chú bây giờ chú mấy. Chèm bây giờ khó quá nhở. Chỗ đấy là còn ở dưới nữa. Một lòng chèm nhìn mấy máu bạn ơi. Bây giờ sao mà lấy được. Ta bạn ơi lấy sao lấy được giờ. Nó che đường rồi. Bây giờ là còn triệu hồi thêm mấy con nữa mà. Cái này sao bạn ơi ở đây. Rồi ôi mắt này căng nha. Mắt này căng nha. Bây giờ thực sự là rất là khó bạn ơi. Rất là khó luôn á. Bây giờ câu rồi. Mình chú ơi con chú. Mình chú cái đây. Mình chú đây. Mình chú hết đây. Bây chú qua hết đây. Đúng rồi. Qua hết bên đây. Này chú ơi con luôn đi. Đó. Qua hết bên đây nào. Qua hết đây nào. Ok bạn ơi. Rồi có cơ hội rồi. Ê, có một chú sau lưng bạn ơi, có một chú sau lưng. Ây chà. Ok bạn ơi, rồi lấy rồi này. Đó.
18 cái này bạn ạ. Ở bây giờ sao phải vào trong ta, phải trong đây. Bê bóc cua vào trong này. Tập trung bắt cua bạn ơi. Bắt cua vào trong bên này đã. Đó, ok ok. Hello các chú, các chú, các chú làm gì? Các chú định làm ui, ui, đứng ở trên này mà mấy chú kia đánh chúng ghê ghê vậy thì hơi bị ả bù nha. Ê, các chú định lảo thật thật ơi. Ôi mấy chú lảo thật thật ghê vậy. Đứng đánh vào được cơ mà. 20 gà bạn ơi. Hiện tại mình có 20 cần gà rồi nè. Ồ, bán súng mà không mua được. Trời mấy ơi, có thể bán bằng xu không? Bán bằng xu tôi cũng mua luôn mà. Nhưng mà lại bán bằng bằng cái đấy sao mua? Ê, các chú lấy hết đây. Đúng rồi, nào. Các chú lấy hết đây cho cháu, theo cháu. Hãy theo cháu không? Các chú cứ theo bằng cháu. Ủa ôi môi. Ờ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đấy bị. Quay. Ok bạn ơi, rồi mình đã câu được ba chú đây, ba chú đi theo này rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái thư viện là cái gì á, không biết cái gì bạn ạ. Nhìn trông có vẻ giống thư viện, không biết ở rồi. À, trong thư viện của chú này bây giờ này sao ta, trời ơi căng vậy bi. Chà chà bạn ơi, không ổn rồi. Không ổn, không ổn rồi, không ổn rồi. Giờ sao giờ? Ê chà bởi chà, căng tiếp theo. Bây giờ bên trong vẫn còn mà nặng. Này sao ta? Ủa? Ủa là sao? Ủa thế này thì không thể nào mà thắng được bạn ạ. Không thể nào mà thắng được luôn á. Này, chặn cái kiểu này thì sao mà đỡ được? Chưa kiện đánh luôn còn bị làm chậm lại. Ôi giời ơi, này sao mà đỡ được đây, sao mà đỡ được. Ủa mua kỳ vậy, căng vậy ta. Bây giờ có cách nào không nhở? Bây giờ phải có cách nào mà thắng được chứ bạn ơi. Chứ bây giờ mấy ông nào chặn được kiểu này thì mình cũng nên chịu là đông quá bạn ơi. Đừng đánh ta, đừng phá, đừng, đừng. Ờ à, hết rồi, cũng hiểu rồi. Ở phía trong cũng không có gì bạn ạ. Ok. Trong này không có gì hết bạn ơi. Gì ấy. Ồ các bạn ơi, cần gì cơ? Cần một cái cào đâu? Ủa? Cào đâu đâu biết được. Mất mẹ heo cái cào. Ê, đừng mà phải lao trong này nhá. Chịu rồi bạn ơi, tôi cũng nên chịu luôn. May ra có súng thì còn được chứ. Chứ bây giờ bà lao trong này sao lao mà được. Rồi ơi, nó chặn đến này rồi. À, không có cái cách nào mà thắng được bạn ạ. Ok, bây giờ mình cái là câu. Chỉ còn cái là câu mình chú xuống dưới bên này đó. Mình sẽ dụ hết mình cái chú ở xuống dưới hố nè. Đó. Bây giờ mình sẽ dụ bạn ạ. Chắc là chỉ còn mỗi cái đây bên đây câu dụ hết mình cái chú này xuống hố rồi. Hình như mình cái chú này tự sầm bam ra hay sao bạn ơi. Ảo ha. Ơi đừng bảo là mấy cái chú kia tự spam ra nha. Thế thì sao mà thắng được? Ủa bố? Rõ ràng lúc nãy mấy cái chú này đi chỗ khác rồi mà ta. Rồi xong rồi. Hiểu liền, hiểu rồi. Khả năng tâm mấy chú này spam ra hay sao bạn ạ? Ảo thế nhở. Chịu. Mình cũng bất lực rồi. Không biết là cách nào để có thể phá đảo được bắp này bạn ạ. Chứ ông này chặn đường mà thứ nữa thì sao mà đi qua đường bạn ơi. Đó bây giờ còn lấy cái cào nữa mà. Trong cái phòng đấy có hai ông kia chặn đường mà còn bị làm chậm nữa. Thà rằng là bị đánh không bị làm chậm thì còn có khả năng thắng bạn ạ. Chứ bây giờ mấy ông kia đánh mình còn bị làm chậm nữa thì bằng cách nào mà thắng được bạn ơi. Tôi chưa thấy có tỷ lệ nào để giúp chúng ta chiến thắng bạn ông đó. Ok bạn ơi, rồi tôi chắc là xin bó tay chịu trận. Bạn nào mà thắng được cái bắp này thì có thể là để lại biểu giới nhá. Chắc là chỉ có mua súng để may ra mới thắng được bạn ạ. Chứ mình là mình không mua súng thì mình cũng muốn chịu rồi. Đó, căng thẳng không mua súng thì sao mà thắng được ta. Ok, mình cứ thử mở cần gà xem như nào nhỉ bạn ơi. Mình thử mở gà nào. Ủa? Thôi đừng
Bây giờ đến cái mức mở cân gạt mấy cái chú này còn chạy theo mình mà nè. Thế này thì đến tôi cũng đến chịu rồi. Trời ơi, nè chú ơi, chú ra hộ cháu cái đi. Chú chặn bây giờ, chú chặn cả cái đường để cháu thắng nữa thì cháu cũng đến chịu rồi. Cháu chịu chú luôn rồi mà. Chú chơi vậy sao cháu chơi lại được. Ơi, tha cháu. Ồ, cái bề ở bye bye chú nhá. Chết tổ mì. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Nhìn chung là còn bối cách này bạn ạ. Đâu còn cách nào khác đâu rồi. Mong là đủ cái gắng ta. Ôi. Hình như là không đủ bạn ạ, không đủ mì. Tiếp thật. Chắc phải tầm bữa này phải tầm 25 cái bữa nay thì 30 cái không ta. Ôi rồi, ok, nhìn chung cái map này nó khá là khó đấy, nhìn tưởng không khó mà siêu khó mà là ok, sẽ làm được xin phép được cái tuổi thôi. Các bạn có cái rốt gì mới mẹ bé làm rồi nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Super Hero Fan Meeting sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 tại nhà hát Hòa Bình, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào muốn tham gia cùng Mèo Pèo và các thành viên của Super Hero thì hãy bấm vào đường link mua vé ở phần mô tả của video các bạn nhé.